nói với làng cây xong rồi sau để anh sẽ anh nói chuyện với làng cây một tí cho vui. Rồi báo cáo với tất cả anh em làng cây Việt Nam. Vâng, vâng. Ngày hôm nay Hội Cây Thường Tín rất là vui mừng và vinh dự được đón tiếp tất cả các anh em ở Hội Cây Đông Anh Hà Nội và Hội Cây Phú Thọ, Việt Trì Phú Thọ về thăm và giao lưu tại Thường Tín. Và nhân dịp này thì cũng có những cái sự kiện đang được diễn ra. Nhân dân còn đang đổ. Vâng, đây mời anh Quốc Anh lên đây à? Không, mời anh Quốc Anh lên đây, anh bắt tay lại cho cả làng biết cái. Không, lên đây. Rồi, bây giờ đến được anh Toàn. Đây là tác phẩm thứ hai. Tác phẩm thứ nhất thì tí nữa bắt tay anh Quốc anh bắt tay lại. Còn bắt tác phẩm này là của anh... đây là một này, chú Trí được rồi, bắt tay cái. Của anh Nguyễn Văn Toàn, hay còn gọi là anh Toàn, à Phan Văn Toàn, hay còn gọi là anh Toàn Đô La. Đây. Rất là cảm ơn. Rồi, anh Toàn và hôm nay trưởng bắt tay cái. Đây mời anh em. Hôm nay nói thật với anh em là này, hôm nay tôi xuống Thường Tín là thật tâm là định mang ba cây về Việt Trì. Cây đến cây đầu tiên của anh Quân ấy là một củ rồi, nhưng ba cái chưa nghe. Sang anh Mười cũng 1,5 triệu anh Mười lắc đầu. Tôi tưởng hôm nay là ngày xấu. Thế nhưng may ra thôi thì vẫn là... Chỉ có về em coi như là... Rồi, thì về chú Trí là được hai tác phẩm này. Đó, chúc mừng anh. Mình uống rượu rất là ngon, rất là vui. Vâng, không có gì vui bằng nữa. Cây này là một này. Đấy, cây thứ nhất này, cây thứ hai, tác phẩm thứ hai. Vâng. Cái này lại mất bình rượu, bom rượu nó gió rồi. Này, anh Toàn Đô La. Hôm nay 10 bom. Cây nhá. À, cây đầu tiên thì có giá là 15 tỷ. À, 5 tỷ. Và cây này có giá là 25 tỷ. Tất cả là hai cây là 30 tỷ. Đấy, công bố giá để anh em làng cây cả nước biết. Và... chia vui cùng anh em Thường Tín cũng như anh em Việt Trì Phú Thọ. À, chứng kiến của anh em Đông Anh. Chúc mừng anh Toàn, chúc mừng anh Phan Văn Toàn, chúc mừng anh Nguyễn Văn Chí. À, còn đến một nhân vật bí ẩn, một nhân vật này không còn bí ẩn lắm đâu. Nhân vật này không còn bí ẩn lắm đâu. Vâng. À, anh bên kia lên quay cái này, anh Toàn nói về cái này. Vâng. Xin chào tất cả anh em làng cây cả nước. Vâng. Hôm nay thì thú thực là hôm nay là tôi cũng rất là may mắn. Chủ trương xuống hôm nay Thường Tín là để mang ba cây về. Cây của anh Quân, cây bạn cổ Lưu Phương đấy ạ. Mười là thanh đồng tổ quốc. Hai cây kia là duyên chưa đủ. Vâng. Thế thì sang đây là tưởng cũng không bắt được các cụ về, mang được các cụ về. Thì là may mắn quá là tôi cũng còn có các có duyên là mang được hai cây này về. Vâng ạ. Rất là vui. Thực sự ra nói với anh em là tôi thích cây này từ lâu rồi. Vâng. Mà một cây mà trong thời điểm như thế này để mà mua được một cây thương hiệu là cực kỳ khó. Vâng. Rất khó để trong thời điểm này. Thế mà may mắn là tôi cũng có duyên để mang được cùng về. Thế thực sự ra là thì một cây thì tôi phải nói là tôi cũng nghĩ là cái cây của mình là nó là một cái niềm đam mê. Vâng. Mà tất cả chỉ có những người chơi cây thì mới hiểu được là cái cây nó đối với mình nó quý như thế nào. Nhiều người đến nhà tôi cứ bảo tại sao vợ chồng trẻ thế nhưng mà khỏe thế nhưng mà tôi bảo tất cả là do vườn cây đấy. Thì tiền đúc vào túi thì có làm gì đâu nhưng mà vâng. Cây thì nó đem lại cho mình khỏe trẻ. Em vừa vâng. Coi như là trên xe em bảo em ước mơ làm sao em có rất nhiều nghìn tỷ để em mua hết các cây cổ về nha. Không làm được, không ai làm được đâu cả. Mua về thì tưới làm sao được. Mua nhiều thế tưới sao hết được. Thạch này thì vâng ạ. Mình phải nói là mình thích từ ngày là còn tưới than. Vâng ạ. Phải nói là như này là hôm nay mua được cái củ này củ lâm siêu thạch là hai là cây siêu phong. Thế nhưng mà cái cây này là mình yêu cái cây này từ lâu rồi. Vâng. Nhưng mà cây này thì củ lâm siêu thạch nhưng mà anh em chơi cây thì gọi là cây vua giáng làng. Nếu vâng. Mà giáng làng thì chắc là không cây nào mình nghĩ là cây này nó là cây vua của giáng làng. Vâng. Rất là thích mà mình yêu cây này từ rất lâu rồi. Vâng. Là mình hôm nay để mà chính thức được có cây này thì mình phải nói là cảm ơn là rất là
chú Tiến Than, sau đó lên vợ chồng chú Hùng Siếc, và đặc biệt là cảm ơn chú Trí đã truyền lại được. Ngày hôm nay nhượng lại cho tác phẩm anh sở hữu, đúng không ạ? Trong thời điểm này mà mình phải nói là nếu như mà mua được những cây thương hiệu khó lắm. Vâng ạ. Nhưng mình nghĩ là mua xong rồi thì mình mới nói, nhưng mà mình nghĩ là tới đây sẽ vô cùng khó để chọn những cây thương hiệu. Thôi em chúc mừng rất khó. Chúc mừng các anh nhá. Hôm nay là một cái niềm vui rất lớn. Xin cảm ơn tất cả anh em trong làng cây nhá. Vâng, vâng. Tất cả. Nói chung là các anh cứ các anh cứ quý hóa anh em Thường Tín, là cứ về là lại có siêu phẩm. Cứ về lần nào lại có siêu phẩm lần đấy. Anh Thiệp đồng ý với tôi câu đấy không anh Thiệp? Anh Thiệp bắt tay tôi cái nhỉ? Anh em mình giao lưu nhỉ? Sướng ơi, sướng ơi. Đây là một cái cây xanh. Còn gì vui bằng bán được cây? Cho cụ về đất tổ. Sau đây là sẽ là những ly rượu để chúc mừng cái sự kiện này. Video của mình đến đây là kết thúc. Xin thay mặt đồng chí Phạm Văn Dương Văn Mười kết thúc cái live stream này ở đây. Anh em hân hoan chia sẻ để cho làng cây của chúng mình ngày càng rực rỡ. Chúc tất cả anh em đại gia đình Facebook của mình mạnh khỏe, và ai cũng có được những cái thành công như là anh Chí và anh Toàn.